Chào các bạn, hôm nay mình có một cái mẫu đèn pin cắm trại mới phải nói là cực kỳ ngon trong cái tầm giá dưới 500 nghìn. Cây này cụ thể chỉ có giá là 480 nghìn, được bảo hành 6 tháng. Và theo mình thấy thì cái chất lượng của nó thực sự rất là vượt trội so với cái giá bán. Cái cây này có tên là L6S. Và các bạn thấy đây là hộp của nó. Hoàn toàn mình không thấy một cái chữ dòng nào nó ghi tên thương hiệu sản phẩm. Bởi vì theo mình hiểu thì cái hãng làm cái cây đèn này là họ sản xuất đèn, họ gia công cái đèn cắm trại cho hãng Nature 2. Và những bạn nào mà dùng đồ Nature 2 thì sẽ thấy là họ có một cái mẫu đèn y hệt như này. Chả khác một cái tí gì về cái thiết kế cũng như là công năng. Nó chỉ khác cái là trên thân đèn có ghi thương hiệu Nature 2 và giá bán thì cao hơn một chút. Có thể nói đây sẽ là một cái mẫu đèn pin cắm trại quốc dân luôn. Bởi vì thực sự mình rất là ấn tượng với những cái gì mà nó đem lại, từ chất lượng hoàn thiện cho tới những cái công năng, khả năng chiếu sáng, thời lượng chiếu sáng trong cái tầm giá phải nói rất là rẻ như này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đánh giá chi tiết. Đi theo cái đèn thì trong hộp của nó chả có một cái gì ngoài một cái sợi cáp sạc, thậm chí đến cả hướng dẫn sử dụng cũng không có luôn. Và ở bên ngoài cái hộp nó sẽ in một vài những cái thông số cơ bản của đèn. Ở đây mình thấy là đầu tiên tên của nó là L6S. Cái đèn này nó sẽ có 3 cái mức sáng, 3 chế độ sáng. Đây là chế độ sáng trắng, mạnh nhất là 500 lumen. Đây là sáng yếu 150 lumen và một điểm rất là đặc biệt đó là nó có cả chế độ sáng vàng. Cái sáng vàng cực kỳ là đẹp và cái sáng vàng này thì độ sáng của nó là 250 lumen. Ngoài ra ở bên trong thân đèn được trang bị một viên pin sạc có dung lượng là 6600 mAh và các bạn sẽ sạc thẳng pin qua cái cổng micro USB ở trên thân đèn như này. Nó nằm ở ngay dưới công tắc. Nó sẽ được đậy vào một cái nắp cao su và ở trên cái cổng micro USB này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái cổng sạc nữa. Và cái cổng này nó sẽ giúp cái đèn có thể hoạt động như kiểu một cái viên pin sạc dự phòng khi mà nó có thể sạc cho điện thoại, máy tính bảng hay là bất kỳ cái thiết bị nào của các bạn. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu vào những cái tính năng này sau. Đầu tiên nói một chút về thiết kế, cái cây này nó mang một cái thiết kế kiểu giống như cây đèn mang sông ngày xưa ấy, bởi vì đèn cắm trại thì từ xưa đến giờ nó vẫn mang thiết kế như vậy và công năng của nó vẫn là cho ánh sáng tỏa ra xung quanh 360 độ. Thì mình thấy cái này thiết kế của nó rất là đẹp. Kích thước có hơi to một chút để mà dùng cá nhân. Thì cây này mình thấy là dùng cho khoảng từ 3 đến 5 người là hợp lý. Toàn bộ thân đèn có thể thấy là hầu như được làm bằng nhựa hết. Từ phần đỉnh đèn này, cái phần tản sáng, cũng như là cái phần đế. Phần đế này sẽ là cái nơi chứa viên pin. Còn ở cái vòng này là bằng kim loại, cái này là bằng thép không gỉ. Tuy nhiên có một điểm là các bạn nhìn ở cái vòng đằng sau này này. Mặc dù cái đèn này nó có độ sáng tối đa là 500 lumen, nhưng mà ở cái vòng đằng sau này này nó lại in là 300 lumen. Mình nghĩ đây là một cái gọi là in nhầm hoặc là in lấy cái này của cái bản cũ. Bởi vì cái cây này mình đo thực tế là độ sáng của nó cũng khá là tốt, cũng phải được hơn 400, gần 500 lumen. Chứ 300 lumen thì gọi là hơi yếu quá. Đèn có kích thước khá là to nhưng mà trọng lượng của cái này cũng không quá nặng. Tính tổng cả viên pin bên trong nó nặng có khoảng hơn 500g một chút. Và đặc biệt nó lại có một cái tay xách như này, cầm rất là tiện. Đúng kiểu những cái cây đèn măng sông hay là đèn ga ngày xưa. Chỉ có điều là cái này lại chạy bằng pin chứ không phải là chạy bằng nhiên liệu. Chất lượng hoàn thiện của đèn rất là tốt. Thật sự khá là bất ngờ với cái giá chỉ dưới 500.000 nhưng mà có một cái đèn có chất lượng tốt như này. Mặc dù là làm bằng nhựa thôi nhưng mà đều là nhựa cao cấp. Và một điểm mình chú ý đó là ở phần đầu đuôi, có thể nói là gần như toàn bộ thân cái này, nó được bọc cao su ở ngoài nhựa. Cái việc bọc cao su như này, thứ nhất là nó sẽ gọi là tăng cái độ bền khi mà chúng ta lỡ kiểu đánh rơi thì cái cao su này nó sẽ hấp thụ lực tốt hơn, tránh làm hỏng cái vỏ đèn. Thứ hai là để trên các mặt phẳng thì nó cũng sẽ rất là chặt, nó không kiểu bị trơn trượt. Đặt nằm cũng vậy, nó rất là khó bị lăn. Cái này là thiết kế chống lăn mà. Cái quai sách này thì các bạn có thể sách bằng tay hoặc là treo nó vào những cái chỗ nào kiểu có cái móc. Và đặc biệt ở dưới đáy cái đèn các bạn sẽ thấy nó có một cái móc nhựa nữa. Cái móc này được cất gọn vào và chúng ta sẽ mở nó ra. Đó, cái móc này lại thêm một chức năng nữa gọi là treo vào những cái chỗ mà nó không kiểu nó kiểu như một cái vòng kín ý, thì có thể móc cái này vào. Cái đầu đèn này thì mình có thử và nó tháo ra được. Chúng ta chỉ cần xoay ngược chiều kim đồng hồ và nhấc lên. Ở bên trong có thể thấy cái cấu tạo của cái phần tản sáng này. Cái này cũng làm bằng nhựa đục nhưng mà ở phần bên trong nhá, có một cái kiểu dạng chóp ý, để nó cho ánh sáng nó tỏa rất là đều và mịn ra, chứ không phải là nó làm phẳng. Đây là một cái chi tiết khá là tinh tế với một cây đèn nó có giá rẻ như này. Còn ở đây là chúng ta sẽ thấy được cái bảng LED của nó. Xung quanh của nó là rất nhiều những cái con LED ánh sáng trắng. Đây các bạn có thể thấy rõ đây. Còn ở cái phần giữa là LED ánh sáng vàng. Thực ra khi mà tháo ra như này thì mình vẫn có thể bật đèn được. Đấy, nhưng mà nó sáng hơi kiểu bị chói mắt. Đây là chế độ ánh sáng trắng mạnh 500 lumen này. Đây là 150 lumen. Và đây là ánh sáng vàng. Từ đây cũng có thể sáng tỏ là tại sao cây đèn nó lại có thể có hai màu ánh sáng như vậy.
Ở đây nó sẽ có cả gioăng cao su để đảm bảo cho cái khả năng chống nước. Tuy nhiên cái cây này nó chỉ đạt cái chuẩn chống nước là IP44, tức là dùng được ở cái điều kiện trời mưa vừa. Còn mưa to thì các bạn nên cất đèn vào và đặc biệt là không nhúng đèn xuống dưới nước. Ngoài cái độ sáng mạnh ra thì cái điểm mà mình ấn tượng nhất về cái đèn này chính là nó được trang bị một cái cục pin có dung lượng rất là cao tới 6.600 mAh. Nhờ cái viên pin này mà cái đèn nó đạt được một cái khả năng chiếu sáng rất là lâu, cụ thể theo như thông số là nó có thể sáng ở cái độ sáng cao này tới khoảng 10 tiếng đồng hồ. Độ sáng 150 lumen này là 22 tiếng và 250 lumen là 15 tiếng. Thì mình cũng có đo thử, cụ thể mình đo ở cái độ sáng cao nhất 500 lumen thì cái máy đo của mình nó chạy đến hết cả dung lượng bộ nhớ ở bên trong mà cái cây đèn này nó vẫn chưa chịu tắt. Cụ thể là mình đo được khoảng 9 tiếng, khoảng hơn 9 tiếng một chút thì cái máy đo nó đã hết bộ nhớ rồi và cái đèn này nó vẫn duy trì tốt ở cái khoảng 200 lumen. Thì cái điều đấy cho mình một cái kết luận là nó hoàn toàn có thể sáng được cái độ sáng như thế này, suất công bố ít nhất là khoảng gần 10 tiếng đồng hồ. Còn các độ sáng thấp hơn thì thật sự thoải mái luôn. Như kiểu 150 lumen này sáng có thể được khoảng 22 tiếng tức là gần một ngày liên tục. Còn 250 lumen, ánh sáng vàng rất là đẹp. Nếu mà ai hay dùng cái chế độ sáng vàng này nhiều như mình thì sẽ thấy nó khá là đủ ấy. Nó sáng được khoảng 15 tiếng liên tục. Nếu mà đi cắm trại mỗi đêm bật khoảng 3 tiếng, 2 hay 3 tiếng thôi thì dùng chắc phải được khoảng gần 1 tuần mới phải sạc pin một lần. Ở dưới công tắc thì như mình bảo nó sẽ có một cái cổng sạc được đậy bằng một cái nắp. Thực ra là hai cổng sạc. Cái cổng microB này là để cho các bạn có thể sạc thẳng cho cái đèn từ các nguồn như kiểu từ sạc dự phòng, sạc điện thoại hay là bất kỳ một cái nguồn USB 5V nào. Và mình đo được cái dòng sạc này nó khoảng 1,2A. Nếu mà chia ra về cái dung lượng của pin thì nó mất khoảng 5,5 cho đến 6 tiếng đồng hồ để mà sạc đầy. Còn thực tế mình cắm sạc cái này thì cũng phải khoảng hơn 6 tiếng một chút thì nó mới đầy pin. Đây là một cái tốc độ sạc cũng khá là nhanh, nhưng mà đối với một viên pin có dung lượng cao như này thì chúng ta cũng mất một chút thời gian, ít nhất là phải qua đêm thì mới sạc đầy cây đèn này được. Một cái tính năng hay nữa là cái cây đèn này nó có thể sạc cho các thiết bị khác thông qua cái cổng USB ở đây với cái dòng sạc là 5V 1A. Cái này rất là tiện lợi, như kiểu chúng ta đi cắm trại mà điện thoại hết pin thì có thể cắm sạc trực tiếp từ đây ra và cũng không lo là nó sẽ rút cạn cái năng lượng của đèn đâu, bởi vì cái viên pin 6.600 mAh nó cũng khá là lớn. Nhưng mà đây chỉ là một cái tính năng gọi là tính năng thêm thôi, thế nên là cái dòng sạc của nó cũng không được nhanh, cũng chỉ là 5V và 1A chứ nó không có được cái trang bị công nghệ sạc nhanh gì cả. Và khi mỗi lần sạc xong các bạn nhớ là đóng cái nắp lại để nó đảm bảo khả năng chống nước và chống bụi. Ở trên này chúng ta sẽ có một cái giải 4 cái đèn led nhỏ để mà báo pin. Khi mỗi lần chúng ta bật đèn lên thì 4 cái đèn led này nó cũng sẽ sáng. Ở đây là nó đang sáng 2 trên 4 đèn, tức là pin còn khoảng 50%. Mỗi một cái đèn này tương ứng với 25% và các bạn sẽ nhìn vào đó để mà ước lượng được khi nào nên sạc pin. Cách sử dụng của cái này thì cực kỳ là đơn giản, vì thế nó cũng chẳng có một cái tờ hướng dẫn sử dụng nào cả. Các bạn chỉ đơn giản là ấn công tắc một lần để bật đèn. Lúc nào đèn bật lên là nó cũng sẽ ở cái độ sáng cao nhất là 500 lumen. Ấn một lần nữa, đây là 150 lumen. Và ấn một lần nữa là ánh sáng vàng. Đèn hoàn toàn không có chế độ nháy nhiếc gì cả, chỉ đơn giản 3 mức sáng như vậy thôi. Và ấn một lần nữa, đèn tắt. Cái kiểu sử dụng như này thì nó có ưu điểm là rất là đơn giản, ai cũng dùng được. Có cái nhược điểm là chúng ta phải chuyển đèn qua lại một vòng 3 mức sáng thì mới có thể tắt được nó. Chẳng hạn như mình rất là thích dùng cái chế độ sáng vàng chẳng hạn. Nhưng mà kiểu nửa đêm ấy thì muốn bật được cái chế độ sáng vàng lại phải bật qua 500 lumen này, rất là chói mắt. Rồi lại bật qua 150 lumen thì mới đến được ánh sáng vàng. Dù sao thì cũng không có thể đòi hỏi quá nhiều được so với một cái đèn pin có cái mức giá tầm quá rẻ như này, dưới 500.000. Còn về khả năng chiếu sáng của nó thì sao? Thì thật sự mình dùng cái này khoảng vài hôm và thấy là ngoài cái việc để mà đi cắm trại ra thì cái cây này nó rất là phù hợp để mà dùng trong gia đình, kiểu như là nhà mất điện hoặc là những ai mà thích bật đèn thay cho đèn phòng như mình thì dùng cái này thấy rất là hay. Đầu tiên là cái độ sáng trắng của nó 500 lumen. Cái độ sáng 500 lumen ở cái chế độ ánh sáng trắng này hoàn toàn là quá đủ để cho cả nhà chúng ta sinh hoạt trong những cái tình huống như kiểu bị cúp điện đột ngột. Nó rất là sáng, có thể chiếu rộng một căn phòng rộng khoảng vài chục mét vuông một cách bình thường. Còn với những cái nhà lớn hơn thì có thể dùng cho tới 2 đến 3 đèn. Như bình thường mình dùng ở trong phòng mà không muốn bị chói mắt quá ấy, mình chỉ bật cái độ sáng 150 lumen thôi, cũng quá là đủ để mà sinh hoạt loanh quanh rồi. Và kể cả đi cắm trại các thứ mà các bạn dùng để mà nấu ăn hay là treo sinh hoạt ở trong lều thì cũng chỉ cần cái độ sáng như này thôi. Nhưng mà đây không phải là cái độ sáng mình hay dùng nhất, mà mình hay dùng cái ánh sáng vàng này. Cái ánh sáng vàng này nó làm cực kỳ là đẹp, ánh sáng rất là dịu mắt, nó cho chúng ta một cái kiểu như là giống với ánh đèn sợi đốt ấy, nhìn nó không bị lóa, rất là dịu. Ánh sáng vàng như này được 250 lumen, mình thấy rất là đủ để mà đi cắm trại và sinh hoạt được cho khoảng vài người. Dùng trong nhà vẫn tốt và có thể bật liên tục để mà thay đèn phòng
Cũng may là nhà sản xuất họ lại không thêm những cái chế độ nháy nhiếc gì vào, bởi vì đây là một cây đèn pin cắm trại. Chúng ta không cần những cái chế độ nháy như vậy. Nháy nó chỉ gọi là tổ đau mắt và nó phức tạp thêm thôi. Mình chỉ cần ba cái mức sáng đơn giản như này là vừa. Tuy nhiên là nếu mà để mà cây đèn nó hoàn thiện thêm ý, thì mình muốn cái độ sáng vàng này nó sáng hơn một chút nữa, hoặc là ít nhất nó có thêm một cái mức sáng mạnh hơn, cũng phải được 4 hay 500 lumen những cái đèn sáng trắng thì sẽ rất là tuyệt. Bởi vì theo mình đây là cái chế độ mà sẽ rất nhiều người có thể dùng nó như một cái chế độ sáng chính của cái đèn. Tổng kết lại thì mình thấy đây là một cái mẫu đèn cắm trại thực sự rất là tốt trong cái tầm giá dưới 500.000, cụ thể là 480.000 tại Decathlon. Gần như là không có điểm gì để mà chê về nó, từ cái chất lượng hoàn thiện, khả năng chiếu sáng các thứ cho tới cái dung lượng pin. Đặc biệt là cái dung lượng pin của cái này là cái điểm mà mình thấy ấn tượng nhất. Và kể cả những bạn nào mà không đi cắm trại, ít khi đi cắm trại ra ngoại thì cũng nên sắm một cây này để trong gia đình. Nó có thể không dùng nhiều như những cây đèn pin cầm tay, nhưng mà khi mà có sự cố như kiểu mất điện hay là chỉ đơn giản là muốn bật lên nhìn cho nó ấm cúng thì cũng rất là hay. Để một góc nó cũng không gọi là chiếm nhiều diện tích gì, và đặc biệt là cái chất lượng hoàn thiện của nó và cái sự ổn định của nó phải hơn hẳn những cái cây đèn pin tích điện dùng ắc quy của Trung Quốc. Mà giá của mấy cái cây đèn đấy nó cũng có rẻ đâu, khoảng vài trăm nghìn một cây, mà lúc các bạn cần đến thì nó lại hết sạch pin hoặc là nó lăn ra hỏng không dùng được. Thì thay vào đấy các bạn đầu tư một cái đèn như này nó đáng tiền hơn rất là nhiều. Nếu để và nói về cái điểm hạn chế thì thứ nhất là cái dòng sạc của cái này nó không thực sự cao. Với một cái viên pin dung lượng cao như vậy thì dòng sạc của nó ít cũng phải được khoảng 2A nó mới hợp lý, nhưng mà cây này nó chỉ được khoảng hơn 1A một chút. Thứ hai là đây là một mẫu đèn pin giá rẻ, thế nên là cái giao diện sử dụng của nó chưa thực sự thông minh, chỉ gọi là ấn để chuyển qua lại giữa các mức sáng, có 3 mức. Ok, vậy thôi, một cái đèn khá là đơn giản, giá rẻ và bền bỉ, độ sáng cao, thời lượng sáng cũng rất là lâu. Thì cái cách mua hàng và cái link mua hàng mình sẽ để ở phần mô tả video. Các bạn nào có nhu cầu có thể click vào đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.